Xin chào tất cả quý vị, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Thanh Hiền cầm trên tay cuốn thơ của nhà giáo, nhà thơ Minh Thiện. Thanh Hiền xin được chia sẻ cùng với quý vị cũng như tất cả mọi người những bài thơ mà Thanh Hiền cảm thấy rất là tâm đắc. Mở đầu của cuốn thơ thì chú Minh Thiện đã viết một tứ thơ: đạo lý cần phải dọc, bản lĩnh cần phải ngang, tình yêu tròn vành vạch, đừng méo vì thời gian. Trong cuốn thơ Sông Luộc mà chú Minh Thiện đã tặng cho Thanh Hiền vào ngày 20 tháng 10 năm 2021, có bài thơ Vầng Trăng Trái Đất. Hôm nay Thanh Hiền xin được chia sẻ cùng tất cả mọi người. Vầng Trăng Trái Đất. Em như là vầng trăng, anh như là trái đất, khoảng cách rất là xa, chỉ có thơ là gần. Em như là vầng trăng, anh như là trái đất, không bao giờ nhật thực, không bao giờ nguyệt thực. Người ta lên vầng trăng để mà hiểu trái đất. Cuộc sống rất cần xa, cuộc sống rất cần gần. Em như là vầng trăng, anh như là trái đất, tình bạn mãi mãi tròn, từ trái tim chân thật. Bài thơ này chú Minh Thiện đã viết từ năm 1994. Bài thứ hai Thanh Hiền muốn chia sẻ cùng với quý vị đó là bài thơ Gieo Hạt. Hạt theo xuống đất, gặp nước nảy mầm, mối tình chân thật, âm thầm tháng năm. Cây lên xanh thắm, nước mát, trong lòng ngọt bùi cay đắng, thành quả thành bông. Gió về lồng lộng, mang hồn cho cây, lá cành sao động, trăng vàng say say. Anh gieo vần thơ, vườn em rộng quá, nhiều nước nhiều gió, đã nở thành hoa. Sinh sôi, cảm ơn gió nhẹ gieo thơ cho đời. Và đọc đến đây thì Thanh Hiền thấy rằng cảm ơn nhà thơ Minh Thiện đã dâng cho đời những lời thơ, để cho những lời thơ trở thành những khúc nhạc bay xa gửi tới quý vị khán giả. Và bài thứ ba là bài Người và Cây. Loài cây lá rụng về cổ, trả lại cho đất, trả lại cho trời, màu xanh của nước, màu trắng của ngày, màu nâu của đất, màu vàng của mây. Loài người cũng vậy, ơn mẹ ơn thầy cho dòng máu đỏ, ơn trời ơn đất, ngọt bùi đắng cay. Ra đi trả lại thịt xương cho đất, tóc bạc cho ngày, hơi thở cho gió, nỗi buồn cho mây. Nhưng khắc loài cây, người đi để lại, mãi mãi cho đời tiếng cười lời khen.